Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay nhà em lại tiếp tục về cho anh em một dòng máy khoan bê tông thanh lý giá cực kỳ là hời đấy ạ. Đây, khoan bê tông đa lót nhá, công suất đến 1010W thanh lý công ty luôn, cực kỳ là ngon mọi người nhá. Với dòng điện này, sử dụng là 220V nhá, lực đập 3.2J này và công suất đến rất là cao luôn ạ. Đây, anh em mình mua về sẽ được khui hộp, cực kỳ là xịn sò, hàng thương hiệu của đa lót nhá mọi người. Đây, năm nay là năm cũng là biến động nên là công ty không bán ra được nên là thanh lý lại cho anh em mình giá cực kỳ là sốc. Một con khoan bê tông như này mà giá chỉ có hơn 600.000 thôi mọi người ạ. Tay cầm đầy đủ nhá, rất là chắc chắn, màu rất là đẹp luôn. Ba chức năng chuyên cho anh em chiến công trình khoan bê tông thoải mái. Em cắm điện này đấy, thấy không, máy rất là khỏe luôn anh em ạ. Loại này là loại đầu gài nhá, các bác sẽ sử dụng mũi khoan bê tông này, mình gài và cắm vào đây đấy. Nào ok, khoan thì sẽ có 3 chức năng này: khoan gỗ, khoan sắt này, khoan búa hay khoan tường, và chế độ đục cho anh em mình luôn. Con này thì 100% là dây đồng nha mọi người nhá, nặng đến gần 3kg, hơn 3kg luôn. Đấy, tay em cảm nhận, được chưa ạ? Đây là em đã tháo ra cho anh mình xem rồi. Lõi đồng là 100% này mọi người này, được chưa? Đổ keo quấn chỉ rất là chắc chắn. Đây, phần cỏ bóp này. Rồi anh em mình nhìn từ cái dây điện này, đúng là dây đồng 100% nha mọi người nhá. Đấy, cực kỳ là ngon. Đây, đổ keo quấn chỉ rồi ha. Rô rất là dài nhá. Đấy, và đây là cái bít tông này. Bít tông kim loại. Có răng cao su chống tràn dầu ha. Đấy, thiết kế thì cực kỳ đỉnh nhá. Được chưa? Đấy, con này giá nó chỉ có hơn 600 thôi. Mà ngoài ra nhá, hôm nay nhà em tồn kho còn giữ ít mũi đục, mũi khoan. Đấy, thì khi mà các bác mua máy khoan bê tông này, em tặng kèm cho các bác là 3 mũi khoan nhá, 6, 8, 10 kèm theo 2 mũi đục, 1 mũi nhọn, 1 mũi dẹp. Giá chỉ có hơn 600.000 thôi ạ. Anh em nào có nhu cầu về sản phẩm này nhá, mình đặt hàng ở góc bên trái giúp em, cực kỳ là ngon. Bây giờ em sẽ đi test cho mọi người cùng xem cái sản phẩm này nó làm được những việc gì nhá. Đây, video này test cho anh em mình hẳn mũi 16 nhá. Mũi 16 khoan bê tông trên cái khục này, khục bê tông mẫu này, MMA300. Mỗi công trình xong ấy, nó phải đổ những cái mẫu này để sau này còn nghiệm thu. Này, test đây. Ngập mũi luôn nhá. Rất là ok.